chào các bạn. Mời các bạn theo dõi chương trình Tuổi Thần Tiên của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang nhé. Một chương trình với những thông tin bổ ích và lý thú dành cho lứa tuổi thiếu nhi chúng mình. Mở đầu là mục thông tin học đường, tiếp theo là mục chia sẻ kinh nghiệm và cuối cùng là mục những nốt nhạc vui. Chúng mình sẽ cùng theo dõi nhé. Năm học mới đã đến rất gần, các thầy giáo, cô giáo, trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Tuyên Quang đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả được thực hiện với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu. Ngay từ đầu tháng 8 năm 2023, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo thực hiện sát sao. Ngoài công tác lao động vệ sinh trường lớp, các thầy cô giáo còn tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Đặc biệt, khối lớp 1 đã nhập học để làm quen với môi trường học mới. Sau một kỳ nghỉ hè rất là dài, và khi trở lại trường thì chúng con được luyện tập những cái, ví dụ như là tập thể dục, rất giờ tập văn nghệ để chuẩn bị cho năm học mới. Con rất là vui khi mà được trở lại trường, được các thầy cô dạy bảo và giúp đỡ trong học tập. Con cảm thấy rất là vui khi được quay lại trường học và con đã được học bao điều mới lạ từ thầy cô, bạn bè. Con được tập trống, tập nghi thức, tập văn nghệ để chào đón một năm học mới sắp bắt đầu ạ. Con cố gắng sẽ học thật giỏi. Các em học sinh bắt đầu vào lớp 1 được các thầy cô giáo trang bị kiến thức hành trang vào lớp 1, tận tình chỉ bảo để các em không bị bỡ ngỡ trong những ngày đầu đến trường. Ban giám hiệu cũng đã tiến hành họp triển khai những nội dung đổi mới trong giảng dạy để giáo viên kịp thời nắm bắt, lên kế hoạch thực hiện trong quá trình dạy học. Nhà trường đã tích cực chuẩn bị tất cả các điều kiện cho năm học mới, đó là tuyển dụng, bổ sung đủ lực lượng giáo viên các ban môn. Thứ hai là nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng giáo viên trong dịp hè, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các phòng học, các phòng chức năng và tăng trang bị các điều kiện trang thiết bị để nhằm đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nhất là chuẩn bị cho thay sách lớp 4 trong học này. Với điều kiện đã chuẩn bị tốt thì chúng tôi tin tưởng rằng năm học mới, trường tiểu học Lê Văn Tám sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chúng tôi đã đề ra, góp phần để hoàn thành nhiệm vụ của ngành giáo dục thành phố nói chung. Để tạo ra môi trường sạch đẹp, an toàn chào đón năm học mới, nhà trường đã tiến hành tu sửa cơ sở vật chất, vệ sinh trong và ngoài nhà trường, cắt tỉa những cành cây bị gãy, đổ, phòng tránh tai nạn cho học sinh trong mùa mưa bão, tiến hành quét dọn vệ sinh các phòng học và phối hợp với cha mẹ học sinh trang trí bên trong các phòng học ngăn nắp, gọn gàng, tạo không gian học tập thoải mái và an toàn cho học sinh. Nhà trường cũng đã kiểm tra, rà soát để bổ sung cơ sở vật chất đầy đủ, tạo sự an tâm tin tưởng cho phụ huynh. Năm học mới đã sắp bắt đầu rồi, nếu bạn còn phân vân, chưa biết chuẩn bị những gì để bước vào một năm học mới một cách tự tin, thì hãy tham khảo những lời khuyên của chương trình nhé! Làm mới góc học tập của mình. Góc học tập sẽ tạo nguồn cảm hứng và khơi dậy niềm yêu thích. Được ngồi vào bàn học hay kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo cho mỗi người tùy vào cách sắp xếp như thế nào. Chỗ ngồi phải đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, có thể được trang trí thêm những vật dụng nhỏ, xinh, đáng yêu. Tùy theo sở thích mỗi người mà trang trí xung quanh cho phù hợp. Vừa khoa học để có thể dễ dàng lấy thứ mình cần, vừa đẹp mắt để có thể thích thú ngồi học, không gây cảm giác nhàm chán. Những đồ dùng không sử dụng nữa hay đã quá lâu rồi thì nên thay mới để tạo không khí hứng khởi cho năm học mới. Mua sắm những đồ dùng mới, một chiếc cặp mới, một đôi giày mới, những bộ quần áo mới mà bạn thích sẽ khiến bạn thêm phần hào hứng để bước vào năm học mới. Chào đón một năm học với bao kiến thức, vì vậy, tùy từng điều kiện cụ thể, chúng ta nên sắm những đồ dùng mới phục vụ cho việc học tập. Lên mục tiêu cho năm học mới. Bắt đầu một năm mới, chúng ta cần đưa ra những dự định mục tiêu phấn đấu cụ thể như đạt danh hiệu gì cuối năm, tham gia kỳ thi gì và đạt giải như thế nào. Có một mục tiêu rõ ràng, bạn mới định hình được con đường đi chính xác cho quá trình học tập để phân bố thời gian hợp lý. Đó cũng là đang tạo động lực cho mình và phấn đấu vượt qua những khó khăn. Kết bạn với những người bạn mới. Hãy mở lòng hơn cũng như chủ động tự tin hơn để làm quen với những người bạn khác lớp trong ngành nhập học, hoặc là trong một dịp nào đó mà bạn tiếp xúc với họ.
Mở rộng mối quan hệ của mình sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin, vui vẻ và được chia sẻ hơn rất nhiều. Tinh thần thoải mái, tự tin. Kết quả của năm trước hay áp lực của năm mới hãy tạm thời bỏ qua hết đi để bắt đầu cho những dự định mới. Tất cả những khó khăn chỉ là mặt tâm lý thôi. Hãy bình tĩnh và chủ động hơn trong năm học mới. Luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, thoải mái và tự tin sẽ đem đến cho bạn cơ hội thành công hơn rất nhiều. Vì bạn sẽ luôn có thể tìm ra cách để giải quyết và thực hiện mọi dự định. Quan trọng nhất, hãy biến mọi áp lực ấy thành động lực để bạn cố gắng phấn đấu hơn nữa cho mục tiêu của bản thân đã đặt ra. Các bạn thân mến, dấu mốc vào lớp 1 đối với trẻ là dấu mốc vô cùng quan trọng, quyết định thái độ và sự yêu thích học tập của trẻ hay tâm lý sợ đến trường đối với các bạn học sinh tiểu học. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng trò chuyện với một cô giáo của trường tiểu học Lê Văn Tám và cùng nghe cô giáo tư vấn nhé! Năm học mới thì đã tới gần và việc các em vào với lớp 1 thì sẽ rất khác so với môi trường mầm non. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho các em những gì ạ? Mốc bước vào lớp 1 là một cột mốc vô cùng quan trọng đối với các con. Nó sẽ quyết định thái độ yêu thích học tập hay là tâm lý sợ đến trường. Điều đầu tiên thì ba mẹ cần chuẩn bị về mặt tâm lý cho con, ví dụ là giúp con tìm hiểu về mái trường mà con sẽ học và cho con xem hình ảnh, video giới thiệu về ngôi trường đó. Ba mẹ có thể trực tiếp dẫn con đến tham quan trường và kể cho con nghe những hoạt động hay và bổ ích khi được là học sinh lớp 1. Và ba mẹ nên chuẩn bị cho con khu vực học tập riêng, cho con tự chọn đồ dùng học tập với những màu sắc mà con yêu thích, hướng dẫn các con những kỹ năng tự phục vụ bản thân hoặc là giữ vệ sinh cá nhân và luôn đồng hành cùng con để con có thể vui và có hứng thú với môi trường mới ạ. Nhiều phụ huynh thì rất là lo lắng và thường cho các con đi học từ rất sớm để các con có thể biết đọc và biết viết trước khi vào lớp 1. Chị có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? Thì việc cho con đi học thêm từ rất sớm để các con có thể biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1 là không cần thiết. Và tôi cảm giác như vậy giống như là ép quả trứng sớm vậy. Ở độ tuổi này thì các con đang được khám phá thế giới xung quanh và chưa đủ để phát triển hoàn thiện như trẻ 6 tuổi để có thể ngồi viết lâu, hoặc là tay trẻ cũng chưa đủ khéo léo để các con có thể cầm bút và viết những nét chữ theo ý muốn. Và vô tình chúng ta đã đánh mất đi cái tuổi thơ của con. Việc biết đọc, biết viết trước cũng khiến các con sinh ra cái tính chủ quan khi vào lớp 1 chính thức. Và chưa nói đến việc là khi trẻ đi học ở tiền tiểu học thì nếu cô giáo chưa đủ chu đáo thì cũng có thể khiến trẻ ngồi sai tư thế hoặc cách cầm bút sai. Sau này thì giáo viên chúng tôi sẽ rất khó để sửa. Vì vậy mà ba mẹ hãy để các con phát triển đúng lứa tuổi của mình. Về kiến thức đã có của các cô lớp 1 thì các cô lớp 1 khác lo ạ. Nhà trường đã có những cái phương pháp và có những cái dự định gì để có thể giúp cho các em học sinh không bị bỡ ngỡ khi mà vào lớp 1? Buổi đầu tiên khi các em đến trường thì chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hoạt động trải nghiệm cho trẻ để trẻ có thể tự mình khám phá môi trường mới, gần gũi, thân thiện, tạo thiện cảm và niềm tin cho trẻ. Ân cần cũng như là quan tâm lắng nghe và luôn bên các em khi các em cần. Và nhà trường đã tiến hành thực hiện cái phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với khẩu hiệu là mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trường học hạnh phúc. Thì ngoài ra thì nhà trường đã tập trung vào rất nhiều các hoạt động như là tổ chức cho các con ở những sân chơi vui vẻ, bổ ích, gắn liền với đời sống hàng ngày để tạo sự gần gũi cho con. Những bài giảng của chúng tôi thì kết hợp rất nhiều những phương pháp giảng dạy linh hoạt khác nhau. Ngoài kinh chữ thì chúng tôi kết hợp cả kinh hình và những trải nghiệm thực tế. Là một giáo viên thì chị có những cái lời khuyên như thế nào dành cho các phụ huynh có con năm nay bước vào lớp 1 ạ? Chúng tôi muốn chia sẻ đối với các bậc phụ huynh sau khi cho con vào lớp 1 đó là các bậc phụ huynh hãy chọn một môi trường thật là thân thiện và thoải mái cho các bé, kích thích tinh thần khám phá cho bé để bé tránh rụt rè và hãy lắng nghe và trò chuyện với các con nhiều hơn, giúp các con luôn an tâm để bước vào môi trường mới. Xây dựng cho con sự tự tin cho trẻ trước khi đến trường là điều vô cùng quan trọng. Và tập cho con cái cảm giác rất thích học và rất muốn đến trường. Và tôi nghĩ cái giá trị lớn nhất của học sinh tiểu học đó chính là được nhờ cái sự đồng hành của cha mẹ học sinh trong giai đoạn mới của các con, thường xuyên kết nối và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ con tốt nhất trong năm học tới ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với những ca khúc về thầy cô, mái trường qua phần những nốt nhạc vui nhé. Hạt nắng, hạt nắng
rực rỡ. Giờ đùa tóc em bay, giấc con trên tay, em đi đưa con cho mẹ em đi cày. Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời chưa vừa tròn mau, mẹ ăn cơm cho nắng mà để trâu cho con chăn, ôi chăn trâu. Mai lúa thơm sáng thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay, là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày. Đường hành quân diệt Mỹ, đường hành quân diệt Mỹ, bò hỏi cuối thư vui, đốt xuân thêm bông, mua hoa xanh tươi, ai giỏi giang tay cầy. Mẹ ơi mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố, lời bố về con nhớ, mẹ đảm đang con chẳng ngoan, lúa lên màu. Mai đây chiến thắng cô về, trong veo một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy một bờ vai xanh, vườn rong tóc xanh, đó là chân trời hay là mơ cuối trời. Người đã quên đi những lần em.
mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chuông Tuổi Thần Tiên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.